Vào bát xa ánh sáng hồng tươi nhìn đẹp hoa với áo màu xanh ngát hồn ta thuyền em trôi vào đêm vui. Ơi ơi hoa hoa tiếng hát em vang cả dòng sông dòng sông bách lên đỉnh em đi về bên mới bên yên lành xuôi mãi trèo vời bên anh đi tắm sông hoài hoài.
ngoại, bà ngoại, các bác vui và ông bà cô bác vào bàn công để tiến hành bằng cái lễ chính thức của hôn nhân hôm nay. Kính mời và kính mời quý vị. Bây giờ quý vị cứ uống nước, uống nước bình thường, dân biển ra đời để chúng tôi tiến hành cái cuộc hôn nhân. Tôi mời ông chú nhà gái, ông chú nhà trai hương hương trước để giấy cúng ông bà, sau đó là cái lễ thượng đăng và bái đường của cô dâu và chú rể bắt đầu. Lễ thượng xong, về phần tiếp theo là thượng đăng và bái đường. Ở đây thì thượng đăng chính thức tức là phải lên đèo. Bây giờ do tôi trai quyết định. Phải không? Chú em mình, chú em. Tâm sự rồi đó. Đó, đó. Ông, bà, và vợ tôi là 90 mẹ. Gần như vợ hiện tại cũng xong. Bây giờ để mừng vô cô dâu chú rể, tôi xin mời cô dâu chú rể dâng rượu cho ông ngoại. Ông ơi, nắm tay họ đi học học cái vàng cho con hạt đuổi ăn được sống bằng được tiền mua bạc vàng đây. Biết rồi nhưng mà cho nó mượn ghế đi. Thôi dẫn cho chồng con đưa đó, ông ngoại ơi, dám ông ngoại ơi. Hai cho con ly. Hai ly, mày đưa ông ngoại, mày ly mày. Vợ mày đưa ông ngoại uống. Ờ, bực cái đi ông ngoại ơi. Hai con uống cho nhiêu đi. Bây giờ hai con ngồi vị trí. Con đang đi đi năm. Mà đi năm ở cùng Nguyễn Phước á. Cái bà mà ngã chúng dữ đó. Có gì năm ơi. Bác Sư xin tặng cho hai con một bà. Thôi vậy được rồi mà, bác Sư uống thuốc Sư Thấm à. Xin tặng cho hai con là 200 nghìn đồng. Rồi bây giờ, ông cậu đặng gián mặt. Bây giờ tiếp tục là mời cô bác và họ thân nhân của cháu Phước lên đây uống chút rượu chúc mừng cho cô dâu và chú rể. Kính để tặng cho cô dâu và chú rể là cái gì không? 400.000 đồng. 500.000 đồng. Cái này là phần. Bây giờ chú kính chú ở Kiên Giang kính tặng cho hai con là 200.000 đồng. Thằng của anh hai cũng tặng cho hai con là 200.000 đồng. Vậy là cái số rượu người đồng thôi là cô phải uống. Bà vô đi, bà vô đi, bà vô đi. Ba tạm dừng, bây giờ nó đụng nha, thôi đụng. Cũng như cái bữa mình có bắt đèn thôi. Bữa ba bắt đèn thôi, đây. Bác hai nhờ. Bác hai nhờ vui mừng tặng cho cháu 200.000 đồng. Đưa cho bác hai. Bác vui cái bạn. Bây giờ chú luôn đâu còn đâu có đi nhà bữa hơn dạ là dạ là đây kính tặng đây thì hai cái cháu mình đưa đây con ơi ham để cháu luôn để còn cháu dâu còn gái nhìn cứ ở đây này góc không muốn là bà con này nha chị út cũng luôn còn tặng cho hai con là 200.000 đồng. Rút cụ nhanh nhớ. Cái này ai đấy? Rút cụ nhanh nhớ. Bà
cái gì đưa tiền trước rồi đấy có cùng nhanh nữa cậu ba cầm cho hai con cứ ngủ thôi cậu ba cầm cô cùng nhanh nữa để đứng hơi cầm ủa hơi lâu đúng không mỏi chân lắm anh hai anh hai cầm cho hai con 100.000 đồng bây giờ theo tôi quan sát là kính mời chúng tôi đến và uống miếng rượu để chúc mừng cho cô dâu nhà chúng ta hai cháu là một cái phong bì cậu kiếm như vậy là cậu tám cái lễ cho cậu kiếm không cậu có hơi chạm chút dung đây cậu kiếm lên $400,000 chị Năm tặng cho hai con không còn nữa không có nữa không có nữa không có nữa con nghe tôi mắt hơi yếu để con thở ra nhau. Chị Hai Tấn tặng cho hai cháu là 1,000,000. Chị ba tặng cho hai em là 600.000 đồng. Con nhìn cho nó đặt nó coi. Chị chị Tư tặng cho hai em 600.000 đồng. Bây giờ ông bà cô bác các bác sư và anh chị nếu ai đến sau chúng tôi kính mời thì là xong nha anh ơi xong á không còn sao mày không bây giờ cái đúng ra là tôi tặng cái quà này mình mới nói cha mẹ nhưng mà giờ tôi kế lại là hai con dâng lời cho cha mẹ trước chung buổi và ông chú là giúp là đó là một dấu ngoặc không một cuộc đời của một con người hôm nay cháu đã thành thân trước cái danh hiệu không sao đâu có bay con lượn đứng bên nhà gái sau đây cuộc thành công của bên nhà gái cuộc hôn lễ hôm nay qua ông bà cô bác đã xong bây giờ bằng trước mắt là bằng phần hiếu áo nhưng cô dâu chú rể dâng một miếng rượu lễ để tôn kính cha mẹ công nuôi dưỡng thanh thành là cái niềm vinh hạnh của gia đình bên gái và bên trai chúng tôi. Vô cái mất cái chát này kính thưa quý vị kính thưa khách họ và gái kính thưa khách họ và trai quý ông bà cô bác có mặt hôm nay tôi xin thay mặt gia đình bên trai của làm lễ hôm nay coi như đã xong phần tôi á thì tại sao tôi cho món quà giờ chốt là vì tôi có vài lời để gửi cho hai cháu bây giờ ông chú á nhưng mà kèm theo đây á ông chú quan tâm nhất là những lời dặn dò của ông chú sau đây ông chú chúc cho hai con 600 năm hạnh phúc trong hạnh phúc này nó kèm theo yếu tố để 100 năm là hai con phải cần những gì sau đây cái thứ nhất phải sống có hiếu thảo ông bà cha mẹ hai bên vợ và bên chồng
Điều thứ hai, hai con phải cộng, phải hòa với cộng đồng của gia đình. Trong gia đình phải đoàn kết thành một khối mới thành sức mạnh. Ví dụ như các thành viên trong gia đình là gì? Em chồng, chị chồng, em dâu, chị chú rể gì đó. Các con phải thành một khối mới trở thành sức mạnh, mới bảo đảm cho hạnh phúc tương lai của con sau này. Đối với xã hội, các con phải hết sức hòa đồng với xã hội, tiếp thu những cái gì tiên tiến nhất. Nếu từng nước hết, chúng ta phải thương ra nước hết để tiếp thu những cái kỹ thuật tiên tiến nhất. Đối với các con còn rất dài, phải có trách nhiệm đóng góp cho cái xã hội này tiến lên một cách hoàn thiện, hoàn hảo theo mong muốn của những cha ông chúng ta đã ngã. Đó là một lời ông chú. Chúc cho hai con phải sống một cách hạnh phúc toàn diện, giao phái chúc cục cổ tức là hai vợ chồng con thương yêu nhiều. Cho nên chúng ta phải tiến tới phần đó. Cuối cùng đó, ông chú chúc cho hai con, đứa con đầu lòng phải là thằng cu tí. Bây giờ trong nói vậy chứ mình ngồi ghế trên cũng nhớ nghệ tử thêm. Trong người giáo cũng có rượu về hai ông giáo mình chia kính thưa quý vị, bây giờ nếu không ông bà cô bác mình đến sau chúng tôi tổ chức bữa sau. Trước tiên là cái lễ thành hôn đã xong, tôi xin thay mặt gia đình nhà trai kính thỉnh khách họ nhà gái, kính thỉnh khách họ nhà trai, nếu cô bác nào có mặt đây cùng với gia đình dùng một bữa cơm thân mật và vui vẻ. Kính chúc cô bác. Trai bên gái ai nấy cũng cười thật tươi, ngày xuân hoa lá ve màu tươi, tắt hoàng thắm cho ngày tân hôn chung chung dễ ơi. Tôi chúc cô dâu hình nên mối duyên trầu cao, cô dâu duyên dáng xinh thật là xinh, bên chú rể xứng lứa lại vừa đôi, quan thiên hai họ chung cho đôi vợ chồng nên mối duyên trầu cao. Ô vui quá ta bà con ơi, gà trai là hăng hái chứ bên gái kém gì đâu. Ngày xuân ta hát tơ về đây, ta hát cho ngất ngây trời mây. Bà ai đang nói đôi thời tan, tôi tính á năm mà này đó cưới luôn cho thằng à sao. Âm tính cái cho rồi cái tôi với anh đây mặt xui. Ông xui cũng đang nói với bà xui, dâu giới để hiền nó xinh quá chị xui ơi. Chứ ngày hôm nay chuyện sắp nhỏ nó xong rồi, nếu tiện cái tôi mình tính luôn chuyện gì với tôi. Trăm năm duyên tình vững bền, thương nhau đều chọn đường chung sức xây ngày mai. Tương lai chung một hướng đời, cho nhau niềm vui niềm tình yêu gian. Cho nhau môi mặn hương nồng, cho nhau nụ hồng còn chính nguyên phơi phới. Sáng năm cho đời một tin mừng, con cưng đầu lòng là một bé trai thật là ok. Đúng không em? Để cho mọi người. Để 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 mọi
tử gì đó. Rồi rồi. Cháu nhưng mà nếu em là độc đáng lắm. Cái chú của em đúng như nhiều người đó. À, tới đây. Để con. Không gì. Minh, bạn như vậy đó. Cái bình như vậy. Này con chui. Nào không ai đâu. Minh ơi, ngồi đây là 5 triệu rồi đúng không? Dạ. Chụp với anh. Cái ngày ở chảnh Thường Lợi, chảnh nhà mày có cho nó. Đây cái chỗ nhà. Để tao với ông Năm mày coi rồi. Đó. Đương ăn hay nhà mày hả? Giữa giữa. Cái đó là tự nhiên. Đây. Rồi rồi. Dương á, lấy cái chanh. Dương. Còn mua cái này. Đó. Anh em mà. Anh giới thiệu cho mày nè. Mấy giờ quay rồi hết á. Phải nhảo rồi, mày nó vào rồi. Ai đang nó vào rồi. Giờ bấm một tí rồi vậy. Cái nước lạnh nè coi. Hai anh em. Đợi nha. Ừ, lớp của đó đi. Đứng ở đây chụp cái giữa giữa ha bác xui với rồi nhìn lên gì ba ơi, nhìn lên em út, nhìn lên nghe mẹ mẹ rồi đang chụp cái rồi lên nhìn lên ông Bảy ơi, nhìn lên bác xui, nhìn lên mẹ ơi. Rồi, 1, 2, 3. Rồi.